Đây là đài truyền thanh Đắc Min. Đây là đài truyền thanh Đắc Min. Vụ hè thu năm 2021, huyện Đắc Min tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các giống cây trồng kháng sâu bệnh tốt, năng suất, chất lượng cao để đưa vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắc Min, đến nay toàn huyện đã gieo trồng trên 10.875 ha cây trồng vụ hè thu, đạt gần 90% kế hoạch. Trong vụ này, nhiều giống cây trồng có khả năng kháng bệnh, hiệu quả cao được người dân tiếp tục đưa vào sản xuất. Cụ thể, giống lúa ST24, ST25 được người dân đưa vào sản xuất khoảng 300 hectare. Các giống ngô kháng sâu keo vụ hè thu như DK9955S, DK8639S, NK4300BT/GT được người dân sản xuất trên khoảng 5.500 hectare. Đối với cây công nghiệp có khoảng trên 300 hectare cà phê dây, với những ưu điểm như kháng bệnh gỉ sắt, nấm hồng, chịu hạn tốt được đưa vào sản xuất. Qua quá trình canh tác, người dân đã chuẩn bị và chủ động được đất sản xuất, nguồn nước và kỹ thuật canh tác. Do đó, chất lượng cây giống là yếu tố quyết định đến năng suất, hiệu quả kinh tế của vụ sản xuất. Ngành nông nghiệp huyện thường xuyên đưa vào khảo nghiệm, thí điểm những giống cây trồng mới, kháng bệnh và năng suất cao. Từ đó, huyện giới thiệu, chuyển giao kỹ thuật những giống mới này để người dân sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đây là cách để chuyển đổi cây trồng, thay thế các giống đã thoái hóa sau quá trình dài canh tác trên một diện tích đất. Ngoài ra, nguồn giống chất lượng tốt sẽ giúp người nông dân hạn chế rủi ro về dịch bệnh, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cho vụ mùa. Thưa bà con, để tôi làm một cái live stream công khai này cho bà con mình biết luôn nha. Ai đã từng dùng phân bón của công ty cổ phần phân bón miền Nam, cho tôi một nhận xét thực tế khách quan nè. Nè, anh Sáu, đang phát live stream, anh Sáu nói đi, con Sáu nói vậy nha. Trời ơi, quay cái mặt tôi làm chi? Thôi dạ? Quay vô cái vườn cây nè. Ok, thấy chưa, có chỗ nào chê được đâu. Đó, tất cả các giai đoạn tôi đều dùng phân bón miền Nam bao nhiêu năm nay rồi, cây tốt, trái to, không lo chất lượng. Anh cho tôi biết cụ thể là loại phân gì nè. Thì đấy, các loại NPK cao cấp, Spelen Long Thành, phân bón hữu cơ Biogolgap, phân bón lá cao cấp Yogen, tất cả đều là của công ty cổ phần phân bón miền Nam. Wow, tin tưởng tuyệt đối luôn. Chứ sao nữa, từ đồng bằng lên tận Tây Nguyên, bữa nay ai mà không dùng phân bón miền Nam. Wow, cảm ơn khẳng định chắc nịch của anh Sáu. Bà con ơi, mình chọn phân bón miền Nam đi thôi. Công ty cổ phần phân bón miền Nam, địa chỉ số 125B, Cách mạng tháng 8, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 1900 555546. Phân bón miền Nam, nông tầm nông sản Việt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.